Tặng cho bây giờ bữa nay hát cho mấy anh nước ngoài nghe nè. Hát câu nha. Ừ, hát vài câu chứ không lẽ hát có một câu đừng có giống như lời. Không có nhạc muốn thuộc lời. Đừng có giống như anh bác sĩ hôm bữa. Thôi em đi đi rồi xong. Cái này nói thôi anh đi đi rồi xong đi. Rồi 1 2 3 hát đi. Hát tặng mấy anh nước ngoài nè, vô. Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mưa hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có ước có ước ngàn lời, có trách một đời cũng đã muộn rồi. Dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em. Niệm khúc cuối ha. Rồi, niệm khúc cuối. Một sáng tác của Ngô Thị Miên. Hay. Dù sao đi nữa, tôi vẫn cô đơn. Đó, hát vậy đúng không? hát như vậy nó mới đúng. Dù sao đi nữa, tôi vẫn mình nên. Đúng rồi, chính xác. Mình nên sướng hơn. Ok. Lời đầu tiên, mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Mảnh ghép yêu thương chào chị. Rồi chào anh Minh Hoàng. Rồi chị chào quý vị khán giả ha. Xin chào quý vị khán giả trong và ngoài nước. Được, rồi bình an, sức khỏe. Rồi chị cho biết họ tên cũng như năm sinh của mình luôn đi. Nguyễn Thị Ngọc Bích sinh năm 1972. Nguyễn Thị Bích sinh năm 1972. Bích đến từ đâu? Hả? Bích đến từ đâu? Nhà nào đấy ông muốn gì anh Hoàng? Bích đến từ đâu? Nguyễn Thị Ngọc Bích đến từ đâu? Em ở Sài Gòn năm 54. Ở Sài Gòn là Bắc 54 hả? Bắc 54. Rồi là Bích có đồng ý cho phép mảnh ghép yêu thương sử dụng hình ảnh của Bích đăng lên mạng xã hội không? Ok. Nghiêm chỉnh nha. Nghiêm chỉnh. Mọi khiếu nại sau này của gia đình cũng như bản thân Bích yêu cầu mảnh ghép yêu thương tháo gỡ bỏ video là không được ha. Không sao là được, ok. Bích phải hoàn toàn chịu trách nhiệm lời nói của Bích trong video này. Rồi được. Bích cho biết cái tình trạng hôn nhân gia đình của mình đi. Em chưa có gia đình lắm Hàng ơi. Nhỏ lớn luôn hả? Từ nhỏ lớn luôn. Độc thân vui tính. Rồi có quen mối tình nào không? Chưa quen ai hết á. Không chồng không con luôn hả? Không chồng không con. Nói thật hay nói chơi hay nói giỡn vậy? Trời ơi nói thật chứ này nói giỡn. Tưởng đâu nói chơi hay nói giỡn chứ. Nói thật đấy chứ. Trên đây mà nói giỡn gì? Tại sao mà tới nay 54 tuổi Bích cũng đâu đến nỗi nào đâu, cũng đẹp gái mà, tại sao? 54 nha. Hả? 52 chứ vậy 51. 50 sinh 52 tuổi. Nói lộn, xin lỗi, 52. Cho thêm 2 tuổi. Cho thêm 2 tuổi già quá không chịu. Già quá. Chắc khó tánh lắm hay sao mà ở tới giờ luôn. Chính xác, khó tánh. Tính khó tính lắm. Trời, ở bên ngoài mà khó tánh kiếm không được rồi lên chương trình sao kiếm đi trời. Rồi Bích cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu nè? Cao 1m48. Cao dữ vậy? Nặng 48kg, 48-49kg à. Cao 1m48, nặng 48 luôn.
con cá muốn 9 ký á. Nhìn nó giống hột mít đâu. Vui không? Vui, độc thân vui tính yên tâm. Độc thân vui tính mà có cái kén ha. Khó lắm, khó tính lắm. Rồi Yến cho biết về cái mặt ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Bích á, cho biết ưu điểm mà, ưu điểm khó tính. Cái khuyết điểm thì cái khuyết điểm thì khó tính, còn ưu điểm cái gì cũng là người của gia đình được rồi. Bích có thể kêu người nhà tắt giùm cái đèn ở phía sau lưng không? Tắt điện đi hả? Đúng rồi, rồi. Được chưa? Rồi đó, đúng rồi. Khuyết điểm thì khó tính, còn ưu điểm thì nhiều hả? Ưu điểm nhiều, thí dụ cụ thể là cái gì? Em chẳng biết ưu điểm là gì luôn á. Ưu điểm thí dụ như mình là một người năng động hay là... Ồ, cái đó mình cái thích đó nấu... năng động hoạt bát. Năng động hoạt bát. Ừ, hay là thích nấu ăn, thí dụ gì? Nấu ăn là người của gia đình á. Biết làm mồi nhậu không? Không. Làm mồi nhậu đặng mấy anh chạy về cho nó lẹ, nó lẹ. Không có làm mồi nhậu. Tuyệt đối là không có làm mồi nhậu. Không làm mồi nhậu ha. Không. Hôm nay nói chuyện thấy cũng vui vui á. Vui. Ngồi lui lui. Rồi biết rồi, ngồi lui lui ra sao chút đi, lắc lắc hoài. Thế nào cũng bị lấy đá, bị đá chọi lỗ đầu bây giờ. Không, kệ cho ta chọi bé, không sợ đâu, không sợ đâu, yên tâm. Chắc là nhà cũng đang tính đổ tắm hay gì nè, đúng không? Đâu có đâu anh, đâu có đổ tắm gì đâu. Thì ai muốn chọi chọi đó, gom đá về đổ thêm tắm nữa. Rồi sao mà em biết đến chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương? Thì coi vậy chứ nhét lắm, nhét lên. Bích xem cái chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương này bao lâu rồi? Mới đây anh Hoàng ơi. Mới đây luôn hả? Ờ. Mấy ngày? Phải khoảng có tháng, hơn tháng à. Hơn tháng à hả? Rồi thấy chương trình sao mà hôm nay quyết định gan dạ xông pha lên vậy? Không phải xông pha đâu. Cái này không phải xông pha đâu. Chứ sao, hay là liều mạng? Này là liều mạng lắm á. Liều mạng. Rồi thấy sao mà liều mạng? Liều mạng lắm á. Mình lượng mặt điện mình. Có ấn tượng được anh nào chưa? Gì hả? Bích có ấn tượng được anh nào trên những cái video của Mảnh Ghép Yêu Thương chưa? Chưa chưa. Lên giới thiệu thôi chứ không có ai hết á. Lên... Là... lên giới thiệu bản thân đây ha. Rồi bây giờ giới thiệu bản thân mình đi, giới thiệu thêm chút xíu gì đi, là hiện nay là Bích đang làm công việc gì? Bán hàng ở chợ. Bán hàng ở chợ, chợ nào? Thôi đừng nói chợ. Chợ cần thứ nhất được rồi. Bán hàng ở chợ, bà bán cái hàng ăn hay là quần áo? Bán giò chả. Mà bán giò chả ha. Hàng chi nó tròn giống như cái cây chả. Cái miệng là hàng tôm hàng cá ở chợ nè, bởi vì khó anh nào mà vô được ha. Cái trò đó khó tính lắm. Rồi hiện tại là Bích đang ở nhà của Bích hay là nhà của ai? Nhà của em á. Có sống chung với ai không? Thấy trong nhà thành nhiều thành viên đi qua đi lại quá kìa. Em ở anh chị thôi mà đâu có ai đâu. Nhà của bố mẹ em hết chứ. Có nghĩa là gia đình ở chung luôn đúng không? Nhà em là Úc. Nhà em còn hai người nữa, còn bốn anh chị em lấy chồng hết rồi, lấy chồng lấy vợ hết, còn hai người.
Nhà ở gần sân bay Tân Sơn Nhất ha. Nhà em từ Tân bay Tân Sơn Nhất đi cũng phải là 15-20 phút á. Đi ra tới ngay ngay sáu công quà rồi. Gì đó, ở đó đó. Rồi hôm nay Bích lên bày tỏ bản thân là Bích muốn kiếm cái nửa mảnh ghép là người như thế nào? Công việc ổn định, lo cho mình được rồi. Có công việc ổn định, lo cho mình được rồi. Rồi gì nữa? Nhà cửa làm sao? Nhà cửa phải đầy đủ chứ. Có công việc ổn định, nhà cửa đầy đủ, biết lo cho Bích. Rồi còn nhà độ tuổi tự nhiêu đến nhiêu? 55 trở lên. Hôm nay Bích 52 chọn 55 trở lên. 55 tới nhiêu? Tới 95 được không? Tới nhiêu cười. 95 là 95 là về đặng mình. Ừ, đặng mình sướng, mình phục vụ chừng một phục vụ. Ở vài tháng. Ở vài tháng hay chừng vài bữa nhiều khi mình hốt ổ luôn. Chứ sao? Từ 55 tới nhiêu? 65 70 đó. Đó, tới 70 luôn hả? 50 rồi. Ồ, 70 mà thí dụ như đi với Bích đi ra đường có ngại không? Ở mà biết kêu cũng được nha. Trong nước không xài đâu. Biết kêu luôn hả? Ủa, biết kêu mới chịu. Biết kêu mới chịu. Ờ. Cái này đi lên tìm nửa mảnh ghép hay lên khịa mảnh ghép ta? Cái này chắc đi nghi lên khịa mảnh ghép quá. Nói thật đi, thú thật đi, bây giờ lên khịa là lên tìm mảnh ghép. Lên tìm mảnh ghép. Lên tìm mảnh ghép ha. Rồi, từ 55 tới 70 mà nước ngoài mới chịu chứ trong nước là không chịu ha. Đúng chính xác. Mà lý do sao trong nước không chịu nè? Thôi trong nước chán lắm. Thì mình cũng đang ở trong nước mà sao chán hả? Chắc ở trong nước rồi bơi lội nước đục quá rồi chán hả? Không phải đục. Mà nghĩ ở trong nước nó không có ổn. Không có ổn hả? Lý do cho biết lý do. Em biết mà, tại vì em là 10 người á, em là nói 10 người em là lấy Việt Kiều chứ không lấy Việt Nam. 10 người nói em Có nghĩa một cô gái 52 tuổi mà anh ở gần bán giò chả mà ở gần sân bay nữa, rồi hồi đó giờ chưa có chồng nữa, bởi vậy tối ngày cứ ngó máy bay bay hoài ha, muốn đi Mỹ cho nó sướng. Việt kiều nào? Việt kiều Mỹ hay là Việt kiều Mỹ mới chịu ha? Việt kiều nước khác chịu không? Việt kiều nào cũng được. Rồi, Việt kiều nào cũng được. Việt kiều Campuchia cũng được ha. Việt kiều Campuchia Trung Quốc là không có được nha. Có nghĩa là trừ Việt kiều Campuchia Trung Quốc ra ha. Ok. Vậy là Lào với Myanmar là được luôn ha. Không, Myanmar không được luôn. Sao vậy? Thì sao nãy nói trừ Campuchia Trung Quốc thôi. Còn Lào với Myanmar đâu có nằm trong cái không được đâu. Thôi cái đó khó ai đó. Bỏ qua luôn hả? Khó lắm. Rồi, Singapore được không? Ồ, Singapore, có biết tiếng Singapore đâu mà Singapore. Vậy chứ đi qua Mỹ có biết tiếng Mỹ đâu. Mỹ thì... Đừng nói qua bển đi học nha. Không. Tại vì em có con nhỏ em á, nó nói em là nó tính bảo lắm cho em qua bên nó đi chơi thôi chứ đừng có ở luôn rất là buồn. Đúng rồi. Rồi sao nữa? Vậy mà sao đòi đi Mỹ?
ở Việt Nam làm bà chủ bán giò, bán gì chả giò chả lụa, rồi ở gần sân bay nó sướng gần chết rồi còn chịu đòi đi nước ngoài chi. Nó kêu là ở Việt Nam bán giò chả đi. Ừ. Qua nó chỉ đi du lịch chơi thôi được. Rồi bây giờ nói tóm lại rút lại là chọn sao nè. Đó, đưa cái tay lên khửi khửi cái móc ghèn ghèn mắt hoài móc lát lọt trọng mắt ra luôn bây giờ. Thôi Việt Kiều đi anh Hằng ơi. Nói chung là Việt Kiều đi. À, nói chung là Việt Kiều là được ha. Rồi. Từ Việt Kiều mà từ 55 cho tới 70. Có nghĩa là lo được cho cuộc sống của Bích là được ha. Ok. Mà hỏi thật lần nữa nè, từ đó giờ không có chồng không có con thiệt luôn á hả? Chưa anh. Ở móc nữa, móc một lát là tôi giái cho con mắt nó dính lọt ra ngoài luôn. Tại vì biết sao, đứng em khó tính lắm. Khó tính lắm. Ừ, khó tính lắm. Em chỉ nhìn cần bề ngoài thôi, em chỉ biết là cái người đó là sao là em biết rồi. Thí dụ như bây giờ các anh 70 tuổi mà Việt Kiều đi ở bên nước ngoài đi, ta cũng về hưu rồi, tiền đâu lãnh tiền hưu rồi, làm sao bảo lãnh được. Có tiền lấy đâu ra nuôi, về hưu lấy tiền đâu nuôi. Vậy sao chọn? Ôi 70 cũng được, 6 năm mới đổ về thôi, 70 nó già quá. Ừ bây giờ tụt xuống, rồi tụt xuống 65 ha. Công nhận dân chợ búa trả giá thấy ghê thiệt. Mới ra giá cái tự mình hạ giá luôn ha. Mà bán ế quá về giảm giá luôn. Bán ế lên chương trình. Bán ế là giảm giá luôn ha. Rồi nãy giờ là những cái chia sẻ về cuộc sống của mình, còn có cái sở thích nào khác không? Sở thích hả? Cái gì em không thích hết. Đâu có gì không thích đâu. Cái gì em thích hết. Chẳng hạn như một vài cái thích thử xem. Thích đi du lịch. Rồi thích đi du lịch một cái. Thích ăn uống. Rồi hai món. Rồi bây giờ coi thử không. Thích mua sắm không? Mua sắm thì có, ok. Thích du lịch, thích ăn uống, thích mua sắm. Rồi thích có chồng không? Nếu có được thì tốt, không có được cũng không sao. Tại vì từ đó tới giờ nay 52 tuổi cũng ở mình có sao đâu. Già không anh Hoàng? Thấy già không? Ờ, che cái miệng bộ mới trồng răng lại hay gì, sợ dịch răng rớt ra hả? Hết móc mắt rồi. Cái ca này nhức đầu thiệt. Ca này lên kịa tôi hay gì á. Mà em công giáo nha. Công giáo hả? Ờ đúng rồi, năm bắt năm tư thì công giáo thì nhiều. Rồi nếu mà công giáo mà chọn 65 vậy là vuột mối rồi, nãy chọn 75 đi là được. Không, em không biết. 65 đổ về thôi được rồi. 65 đổ về ha. Đổ về tới 55 rồi. Các anh độ tuổi từ 55 tới 65, đặc biệt là nước ngoài chứ nước trong nước lã nước đục không chịu. Ừ. Kiếm đi. Ừ, nước trong nước lã nước đục không được ha. Cứ nước Việt Kiều là kiếm. Cái gì? Cứ Việt Kiều là kiếm cho em. Cứ Việt Kiều là kiếm. Rồi. Có Việt Kiều hỏi thì ok, còn không có Việt Kiều thì ok. Là... chờ luôn. Bye bye là. Rồi còn muốn nói thêm gì nữa không? Thôi vậy thôi được rồi. À biết ca gì? Ca hát nữa. Ồ nãy giờ mới nói thôi, giờ trước khi kết thúc là hát cho nghe đâu. Tặng cho bây giờ bữa nay hát cho mấy anh nước ngoài nghe nè. Hát câu nha. Ừ, hát chạy câu chứ không lẽ hát có câu, đừng có giống như lời. Không có nhạc muốn thuộc lời. Đừng có giống như anh bác sĩ hôm bữa. Thôi em đi đi rồi xong.
Cái này nó thôi anh đi đi rồi xong đi. Rồi 1, 2, 3 hát đi. Hát tặng mấy anh nước ngoài nè, vô. Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mưa hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời cũng đã muộn rồi. Dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em. Rồi, niệm khúc cuối ha. Rồi, niệm khúc cuối. Một sáng tác của Ngô Thị Miên. Ừ, hay. Yeah. Dù sao đi nữa tôi vẫn cô đơn. Đó, hát vậy đúng không? Hát như vậy nó mới đúng. dù sao đi nữa tôi vẫn mình nên. Đúng rồi, chính xác. Ừ. Mình cũng sướng hơn. Rồi chương trình ghi nhận và chân thành cảm ơn Bích Tha đã dành thời gian quý báu để anh em mình có buổi trò chuyện vui vẻ ngày hôm nay. Cũng chúc cho Bích gặp được nhiều may mắn ha. Có Việt Kiều Châu Phi nào đó về về Bảo Lãnh đi qua bên Châu Phi để hợp Châu Phi không nhận không nha. Ở quên lộn Châu Mỹ. Rồi bây giờ Bích chào quý vị khán giả để anh em mình kết thúc video nè. Xin chào quý vị khán giả trong và ngoài nước, chúc quý vị được dồi dào sức khỏe, bình an. Rồi trước khi kết thúc video, mảnh ghép yêu thương cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Rồi. Cảm ơn. Rồi.